bốc phát tí hơn. Bố đồ nhỏ ơi, sao mẹ tập về mua nhiều hoa quả thế? Quân về khổ quá. Hôm nay sư tỷ đại hạ giá mà. Được rồi, mau khuân đi, con đồ to. Khuân hết đống này xong, chúng ta còn phải quay lại sư thị phụ mẹ tập về nữa. Mau lên. Thật là hết cách với mẹ. Không được, chúng ta phải nghỉ một lát. Bố đồ nhỏ ơi, quân kiểu này thì bao giờ chúng ta mới mang hoa quả về đến nhà được? Phải đấy, nên chúng ta phải nghĩ cách. Con đồ ta, hãy huy động tất cả những loại xe cộ có thể vận chuyển hoa quả. Rõ. Bây giờ trông chờ vào tụi bay đó, bắt đầu vận chuyển hoa quả. Đi nào. Mày muốn cướp chuối ư? Không được đâu, làm mất hoa quả là mẹ tập về sẽ nổi trận lôi đình. Tao đã bảo mày không được cướp đâu mà, đồ chó hư. Lần này không đi đường bộ nữa. Không quân, xuất kích. Xem lần này còn ai có thể cướp hoa quả với ta. Tụi bay tránh ra, không được cướp, mau đi ra đi. Quả này kiểu gì cũng bị mẹ mắng rồi. Bố đồ nhỏ, trông cậy ở bố đấy, con chịu rồi. Con đồ to, con đồ to. Vẫn là con xe của bố lợi hại. Tuyệt quá, bố đồ nhỏ, giờ có thể vận chuyển hết hoa quả về nhà thẳng một mạch rồi. Bố đồ nhỏ, liệu có treo nhiều quá không? Không vấn đề gì, cứ tin ở bố. Bố đồ nhỏ cố lên, sắp thành công rồi. Không được, nặng quá. Bố đồ nhỏ, cẩn thận. Bố đồ nhỏ ơi, làm thế nào bây giờ? Qua bài học kinh nghiệm những lần trước, chia hoa quả ra thành nhiều lần, tự mang về là an toàn nhất. Chúng ta cùng hợp tác, có niềm tin sẽ chuyển hết về nhà được không? Có ạ, tốt, bắt đầu. Tiểu Minh, mau dừng lại. Bố thấy mọi người đều mệt rồi, hay là nghỉ tí đã. Mệt thế mà đi xe, thực sự quá nguy hiểm. Bố đồ nhỏ ơi, con khát nước. Nào, mọi người ăn đi. Thật à? Yeah, hay quá. Ây da, mình đúng là ngốc mà. Biết thế, đã chẳng lao lực như vậy. Sao thế bố đồ nhỏ? Chúng ta làm bữa tiệc hoa quả dã ngoại ở đây luôn, có phải tốt không? Còn Quân về nhà làm gì? Đúng chứ, tụi cháu có thể ăn hết chỗ này sao ạ? Đương nhiên, mua về cũng là để cho các con ăn mà. Bố tin mẹ tập về cũng sẽ đồng ý thôi. Tốt quá, không cần Quân vác nữa. Hai bố con nhà này không biết lại lười nhác trốn ở đâu rồi. Không biết đường giúp mẹ chuyển hoa quả về. Thật tình mệt chết. Giấc mơ.
Con đồ to ơi, con đồ to, mau dậy đi. Bố đồ nhỏ, tại bố đấy, con sắp sửa đánh bại quái vật rồi, lại bị bố gọi dậy. Con ấy à, xem hoạt hình đánh quái vật cho lắm vào. Đây gọi là ngày nghỉ gì, đêm mơ ấy. Mau dậy đi. Tức ghê, mình nhất định phải mơ hết giấc mơ này. Con đồ to, con xem tivi cả ngày rồi, hỏng mắt đấy. Mình muốn làm anh hùng, mình muốn làm anh hùng. Con đồ to, 9 giờ rồi sao còn chưa ngủ? Mau đi ngủ đi. Con muốn làm anh hùng. Anh hùng cũng phải ngủ chứ. Đi ngủ nào, anh hùng của bố. Con đồ to làm sao thế? Có nhiều người mất hồn. Thằng bé muốn mơ tiếp giấc mơ dang dở. Con đồ to, con đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày nay rồi. Con nghĩ chỉ cần lẩm nhẩm vài câu là trở thành anh hùng được à? Đúng đấy, làm anh hùng không dễ thế đâu. Việc của mình con còn chưa làm tốt thì sao làm anh hùng được? Nếu con thật lòng muốn làm anh hùng thì trước tiên hãy tự lo cho bản thân thật tốt. Đến giờ đi ngủ thì phải ngủ. Con cứ xem tivi cả ngày như thế, không học hành gì thì có làm anh hùng được không? Con đồ to, con đã hiểu chưa? Ai da, con biết rồi, bố mẹ mau đi ra đi. Con ngủ đây, con ngủ đây. Ai da, sao mãi chẳng ngủ được thế này? Con đồ to, đi ngủ đi, cứu với. Có cách rồi. Không mơ làm anh hùng được, vậy thì mơ ăn với chơi đi. Mọi thứ đều có thể tạo ra. Mình không tin không tạo ra được một giấc mơ đẹp. Con đồ to, con đọc sách cả ngày rồi đấy. Đi ngủ đi. Vâng vâng, con biết rồi. Con đi ngủ ngay đây. Mẹ tập về, mẹ đừng nói con nữa. Kẻo con lại nằm mơ thấy bị mắng. Sao con đồ to hôm nay nghe lời vậy nhỉ? Ngày nghỉ gì, đêm mơ ấy đâu chứ. Nói dối. Hôm qua mình đọc sách lâu như thế mà chả mơ thấy đồ ăn đồ chơi nào cả. Như vậy không được, thì đổi cách khác đi. Không tạo ra được giấc mơ thì mình sẽ tự chế giấc mơ. Con đồ to, hôm nay mẹ làm món đùi gà yêu thích của con nè. Sao con không ăn? Bố đồ nhỏ, con đồ to làm sao thế? Anh cũng không biết. Con đồ to, con sao vậy? Con đồ to, con đang làm gì đấy? Sao không kéo quần lên? Con dạo này con toàn không tập trung thôi. Hôm nay con nhất định phải nói cho sáng tỏ. Rốt cuộc con đang nghĩ gì? Mấy hôm trước con nằm mơ thấy mình sắp đánh bại quái vật trở thành anh hùng thì bị bố đồ nhỏ gọi dậy. Con muốn mơ làm anh hùng tiếp nhưng mãi chả được. Giấc mơ sao mà tạo ra được? Vì không tạo được nên con muốn tự biên tự diễn. Lúc nãy con tưởng tượng là mình đang bơi nên quên không kéo quần. Ý tưởng hay đấy. Thấy con nỗ lực tạo giấc mơ như thế cũng nên khuyến khích một chút. Con yên tâm, giấc mơ của con cứ để bố lo. Thế nào hả? Cuối cùng con cũng đánh bại quái vật rồi. Tuyệt quá. Đúng vậy, con đúng là một đại anh hùng. Bố đồ nhỏ ơi, bố đồ nhỏ, thú vị quá. Trò này còn vui hơn cả nằm mơ nữa. Được rồi, đại anh hùng, đi ngủ thôi. Chúc con mơ đẹp.